xin chào các bạn, mình là Kelly và đây là lần đầu tiên mà Ly được đến Đài Loan nè. Và Ly đang ở Cao Hùng, nhưng mà Cao Hùng thật sự rất là nóng luôn. Quyền đầu tiên là Ly đi biển chơi, nhưng mà mọi người có muốn cùng Ly khám phá Cao Hùng không? Khám phá biển Cao Hùng nha, đi thôi. Nói bụng quá à, chụp hình nãy giờ rồi, phải kiếm anh Quang mới được. Nè, khỏi điện đâu mà. Trời ơi, kiếm nãy giờ luôn á. Cái này cho vui không? Vui. Vui hả? Cảnh đẹp không? Đẹp. Chụp đủ chưa? Chụp đủ rồi, chụp trái máy luôn rồi nè. Vậy đói bụng rồi phải không? Ừ, đói bụng quá. Để nghe, tới Cao Hùng á, mình phải đi một cái tiệm này rất là đẹp, ngon, mà nhiều cô gái rất thích nữa. Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Đi, mình đưa Kelly đi. Đi, 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 nhanh lên, nhanh lên. Nè, đây nè, cái nhà hàng mình muốn đưa Kelly lại đây nè. Wow, trời ơi, nhà hàng này đẹp quá anh. Đẹp ha. Việt Nam chưa có cái nhà hàng nào như vậy đó. Chưa có luôn hả? Trời ơi, chắc là đồ ăn rất là ngon đây có không? Cái nổi tiếng nhất ở Cao Hùng đó. Nổi tiếng lắm mà anh, trời ơi, phải vô ăn liền thôi. Wow, nhìn cái trang trí này lộng lẫy xa hoa dữ dội ha. Công ty này ở Đài Loan có tới 23 cái tiệm nè, tổng cộng có tới 600 mấy nhân viên. Ngoài thức ăn ngon ra nha, phong cách trang trí trong quán làm cho khách hàng có cái cảm giác là mình như là một quý tộc ở châu Âu. Wow, thực sự là em thấy quán của mình rất là đẹp luôn á. Đẹp nha. Quán này đẹp quá. Có nhiều cô gái Đài Loan rất thích lại đây chụp ảnh rồi chia sẻ lên Facebook cho bạn bè coi đó. À, vậy luôn hả? Đẹp không? Rất là đẹp luôn á. Giống cái cầu vồng hồi nãy không? Giống cái cầu vồng hồi nãy anh đưa em đi á. Đúng rồi. Mà biết cái này là cái gì không? Việt Nam chưa có nè. Chưa có luôn hả? Vậy mình mời đầu bếp ra giới thiệu qua cái món này là món gì nha. Dạ được rồi. Mời đầu bếp đi. Yeah. 那麻烦主厨帮我们介绍一下这是怎么样的料理。这个道理啊，这个料理是我们跟跳舞香水啊最受欢迎的甜点。对，然后它吐司是用牛奶吐司的制成，然后里面有我们跳舞香水独家的配方，所以它烤起来吐司会又香又酥脆。对啊，然后我们会淋上就是特制的香缇酱，香缇酱上面就是我们用法式的大花的技术，就是淋上香缇酱，然后淋上草莓。吐司里面夹层里面还有草莓派馅，对啊，所以我们很受女孩子。nhìn cái màu vô hồng này, mình gọi là hồng phấn gia nhân đó. Bánh mì thì bên ngoài giòn nè, bên trong thì lại mềm mại, còn lớp kem tươi lạnh đó, phủ ở trên bánh mì nóng. Trong một miếng mình có thể ăn được ba cái cảm giác. Còn màu vàng này là thịt trái bom nè, có vị xoài nè, nên đặt tên là bờ biển Hawaii. Người Đài Loan thích ăn á, số lượng tiêu thụ mỗi năm tổng thể tích tới 2 cái tòa Vitexco ở Sài Gòn lận. Ngoài đồ ngọt ra nha, trong tiệm còn có những cái món đồ Tây nữa nè, nhất là món mì ý nghêu pesto này nè. Coi coi, đầu bếp cho mì vào và rút hết cái nước súp. Chất ngọt của nghêu nghe hoàn toàn nằm trong mì hết trơn luôn. Thôi, ăn một miếng rồi miếng nữa không ngưng được nữa. Ăn xong mới muốn giải ngán là phải uống trà trái cây tươi. Coi trong đây có quất nè, dâu nè, chanh leo nè, trái kiwi nè. Nói không hết luôn. Những cô gái đẹp á, muốn dưỡng sinh nhất định phải thích món này thôi. Chê... Nè, ăn uống đầy đủ rồi phải không? Ừ. Wow, chứ có bao giờ mà em được đi ăn ở một cái nhà hàng mà ngon vậy. Đồ ăn cũng ngon mà trà cũng ngon nữa. Rồi bây giờ mình đi đâu nữa đó? Bây giờ ăn uống đầy đủ rồi, mình đưa Kelly đi chỗ khác chơi nha. Đi thôi. Đi. Yeah. Wow. Ủa, đây là đâu mà đẹp quá vậy anh? Cái này là người ta gọi là trạm sơ điện Formosa đó. Đẹp không? Đẹp quá. Vô coi thử coi. Nè, cái chỗ này nha, có rất nhiều hot girl như Kelly vậy đó. Người ta lại tới Cao Hùng là nhất định phải tới cái chỗ này để chụp hình chia sẻ lên trên Facebook đây nè. Đó. Thôi nói nhiều quá, chụp hình cho tôi đi nè. Xoay lại, xoay lại. Đấy, 1, 2, 3. Rồi nè, coi coi. Sao? Được không? Chụp gì có mấy tấm hả? Nghe nói hả là Đài Loan là biển đảo đúng không? Thì sẽ có nhiều hải sản tươi sống lắm.
biết ở đâu bán hải sản tươi sống không? Dẫn đi chợ cá đi. Nhưng mà giờ này thì chợ cá người ta đã dọn hết trơn rồi. Dọn hết rồi hả? Muốn ăn cái hải sản tươi á, mình có một cái tiệm rất là đặc biệt. Ở đâu đó? Nhưng mà mình hỏi một cái vấn đề nè. Ở Việt Nam mình nếu như mà muốn ăn cua mình nấu bằng cách nào? Thì luộc hay là nướng hả? Hay có là làm gì ta? Mình làm thành sushi không? Sushi cua hả? Chưa có ăn bao giờ. Đặc biệt không? Thì mình đi ăn thử coi. Đi. Đi. Đi đi nhanh lên. Yoshimasu. Xin chào. Coi nè, đồ tươi nhiều không? Wow, rất là tươi luôn. Tươi ngon quá hả? Ngon hả? Thắc mắc món ăn của nó như thế nào hả? Mình vô coi nha. Ok. Wow, đẹp ha. Món này giờ đẹp vì quyền ảo nè ha. Đây nè, món này là món cua mà làm thành sushi mình nói nè. Cặp gấp một cái cho. Ok ok. Đó, ăn thử coi. Ok. Lần đầu tiên Ly được ăn cái cua mà làm thành sushi như vậy á. Rất là ngon. Ngon ha. Cái không khí, cái mùi vị của nó, mùi vị cá nè, rồi mùi vị cua, cái cơm nó hòa hợp chung với nhau. Rất đặc biệt, béo béo. Rất là tươi, ngon. Và đặc biệt á là cảm nhận được cái vị cua á. Rất là thanh. Thanh hơn. Không có béo. Bên này ăn vui không? Ăn nãy giờ nhiều quá rồi, no quá à. Thì tự nhiên cái lại nhớ cái món hồi sáng ăn. Vậy hả? Món hồi sáng ăn cái món đồ ngọt. Món kem hồi sáng đó. Mà ngày mai về Việt Nam rồi không? Ngày mai về Việt Nam rồi, làm sao mà ăn cái món này ở đây? Không biết Việt Nam có hay không? Không có. Chắc là không có rồi. Yêu sư tư tư cơ mà? Không quan hệ, 7/28 tại Việt Nam Hồ Chí Minh thị, cũng được đâu. Thiệt hết trời. Thiệt hả? Thôi nhưng mà không chờ được nữa, ta ăn liền, ăn liền. Đây 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 đây.